Lúc đó bạn có hỏi ngược lại em này có thích bạn hay không, thì em cũng trả lời là có thích, nhưng mà lúc đó là bạn không ghi âm được. Bạn tức, ngày mai nha, ngày mai em phải nói lại lần nữa cho em ghi âm. Cứ nói đi không cho em về, cái em bực của em kéo lại em hôn. Vậy là cưỡng hôn? Không ơi. Chị chính xác, cưỡng hôn đó. Em hôn phần dữ lắm luôn chị, em hôn từ từ là gì? Tại sợ mà, sợ em mặt tay mà, nên em hôn rất là chậm chậm. Ảnh hôn nhanh quá, em không kịp né. Ủa bây giờ cuối cùng là slow motion hay là fast motion nè? Em slow motion trước. Không, bây giờ làm lại đi. Ừ, làm lại, tôi có biết là slow. Rồi, bạn ơi. Rồi, áo đôi, trời áo cặp ơi, áo đôi. Xin mời đôi kia giới thiệu về mình đi. Dạ, em xin chào anh, chào chị, xin chào tất cả các bạn đang có mặt ở trường quay. Em tên là Yun Bin. Còn là... Dạ, em chào anh chị. Và mình tên là Tú Tri. Ồ, tên lạ quá ha. Rồi, hai bạn đang làm gì? Hiện tại thì em đang là đạo diễn, diễn viên. Sao không mời chị đóng phim? Dạ, em chưa lớn mạnh để đủ khả năng mời chị. Nhưng mà hy vọng là trong tương lai sẽ có cơ hội được hợp tác. Vậy em không mời chị, mời anh đi. Rồi, còn em? À, ca sĩ, diễn viên tự do. Hai bạn còn là rất trẻ, chắc là cũng mới vào nghề vài năm gần đây thôi, đúng không? Dạ, em sinh năm 92 và em làm nghề được khoảng 4 năm rồi ạ. Dạ, em sinh năm 99. Rồi, tôi mới vô nghề là tôi cũng bằng cô này nè, 19 đi tuổi. 19 tuổi là thi hát rồi đó. Đúng rồi. Dạ, thì trước đây em có làm một bộ phim, thì bộ phim đó cũng được khá nhiều bạn biết đến. Thì Tri là một trong những khán giả của bộ phim của em. Bộ Ủa, phim nhưng mà trong là... phim đó là em đóng luôn? Dạ, đúng, em đóng chính luôn. Dạ. Người ta thường nói là tự biên tự diễn đó chị. Cũng vô tình đẩy đưa, sau đó lại có một cái buổi casting phim của em. Thì Tri cứ đứng nhìn vậy, cứ nhìn xong cái cắt ngang lời nói của em luôn. Anh này nè, anh đóng phim gì nè? Idol một ai đó, không nhớ người đó tên gì. Em nói gọi em lên em diễn đi. Xong tự nhiên mở cửa đi ra ngoài. Xong em còn đang, ủa, không, đi đâu vậy trời? Xong cái đi vòng ngược vô lại. Chưa, thiệt ra thì cái này là gì? À, cái anh mà bạn diễn với em á, ảnh cứ chỉ ra cửa em lại đó đi, rồi xong em đi vô đây em diễn với anh là đi từ từ vô. Mà em cũng đang nghe anh bên này nói chuyện, xong rồi kiểu như hai bên nói nhau rồi em ra luôn, em mở cửa đi. Rồi cuối cùng có vô lại cá không? Dạ có. Có đậu không? Dạ phụ ơi. Rồi cái gì lên phim trường rồi mới có cơ hội nhiều hơn trò chuyện với nhau, rồi ai cưa ai trước? Cái này là một cái vấn đề tranh cãi luôn. Em tức luôn. Cười em trước á. Còn ra bên đây kể trước đi. Ngay ngày thi của em mới đăng lên một câu status là ước gì mình có cái động lực thi ta. Xong cái vô comment, em ơi cố lên nè, thi điểm lớn, anh dẫn em đi xem phim nha. Dương viên, ủa. Rồi xong rồi tim đập. Cái mặt nó long lanh luôn kìa. Tim đập thình thịch. Đó thì cho cái vấn đề là tim đập thình thịch đó chị. Nhưng mà cái vấn đề là em vô em vỗ tay em chúc người ta thi tốt chứ. Bên đây người ta thả thính là người ta thả cho toàn thế giới. Chứ đâu phải người ta thả thính cho em. Là nhưng mà em... bạn tỏ tình với em trước, bạn nói thích em trước. Thôi. Bây giờ em nói đi, em nói trước đi Tri. Hai đứa dẫn nhau đi ăn khuya. Nó nói là em có thích anh không này nọ thì cứ nói gài gài em thôi. Kiểu như em giỡn thôi mà. Lấy cái điện thoại ra ghi âm lại luôn. Rồi em mới biết đường trốn. Trả lời sao? Em thích anh. Em thích anh. Nhưng mà ghi âm lại là có ghi cái câu em thích anh không không? Có là... chị, có chị. Cái vấn đề là có. Em hỏi người ta trước là em cũng gài người ta rồi. Không, nhưng mà cái này là anh hỏi nè. Lúc đó thật sự là em có biết Yun Bin là trans guy không? Dạ biết. Em biết đúng không? Em biết từ bộ phim đầu tiên của ảnh. Vậy là em thời em thầm yêu trộm nhớ người ta đâu rồi. Đúng rồi. Em chỉ là fan nhất thời á chị, xong rồi đâu nhớ anh đóng phim gì đâu. Thôi em ơi kệ đi, mời mình nhờ phụ nữ đi em ơi. Nụ hôn đầu tiên thì có nghĩa là sau khi mà em hỏi bạn, bạn trả lời xong rồi thì lúc đó là xui cái điện thoại của bạn hết pin, không có ghi âm lại được. Lúc đó bạn có hỏi ngược lại em này có thích bạn hay không, thì em cũng trả lời là có thích, nhưng mà lúc đó là bạn không ghi âm được. Bạn tức, ngày mai nha, ngày mai em phải nói lại lần nữa cho em ghi âm. Cứ nói đi không cho em về, cái em bực của em kéo lại em hôn. Vậy là cưỡng hôn? Không ơi. Chị chính xác, cưỡng em hôn đó. Em hôn phần dữ lắm luôn chị, em hôn từ từ là gì? Tại chị sợ biết mà, sợ ăn mặt tay mà, nên em hôn rất là chậm chậm. Ảnh hôn nhanh quá em không kịp né. Ủa bây giờ cuối cùng là slow motion hay là fast motion nè? Em slow motion trước. Không, bây giờ làm lại đi. Ừ, làm lại đi, tôi mới biết là slow. Cái tốc độ đó là slow hay cái tốc độ đúng như cái tốc độ bữa cháu cắn đó đó. 1, 2, 3 bắt đầu. Đúng tốc độ nha. Không, vậy là bình thường mà. Vậy là đúng. Không nhanh, không chậm. Không tranh cãi nữa. Bây giờ là quen nhau tới bên thời điểm này là được bao lâu rồi? Dạ cũng 5-6 tháng rồi chị. Con tưởng đâu 5-6 năm rồi chị. Này là cái giai đoạn màu hồng vui nè. Yêu quá ha, mặc áo chung rồi nữa ha. Rồi bây giờ là có những cái kỷ niệm tình yêu gì với nhau vui buồn? Ừ. Đáng nhớ. Kỷ niệm vui trước đi nhờ. Chị nhìn bạn này đi. Một bạn nữ rất là nữ tính. Đang theo ca sĩ và hát dòng nhạc cải lương. Chân ca bolero.
nhưng mà có 7 cái huy chương vàng taekwondo chị. Hả? Cái gì? Dạ. Và một cái kỷ niệm mà hả dở khóc dở cười nhất là khi mà em trong một cái nhà xe, em đang lui xe ra và lúc đó rất là đông xe, em đang không biết làm sao để nhấc cái xe ra được. Phương thì kêu khoan anh ngồi đó đi, nắm cái xe một cái kịch, nhấc cái xe một phát một đổi một bên vậy nè chị. Ghê vậy em. Rồi hai đứa đi chơi với nhau. Tại thấy ảnh lui quá không được, thấy tội quá. Chó lẹ. Chiếc xe luôn người đó. Họ bóc dạ. Như bóc con cá bỏ qua cái rổ vậy đó. Em nghĩ là bạn nam mà thấy bạn gái mình làm thì ai cũng sợ hết trơn cái gì. Thật ra rồi đi chơi sao có mấy có fan nào đi chơi mà có gì có cơ hội biểu diễn chưa? Dạ giỡn với em thôi chị, hai đứa giỡn ôm em thôi, em mới ăn no xong lên xe trời yêu thương ôm một cái xíu em nói luôn chị. Trời ơi em nói là lúc em quạo luôn, em cọc luôn, em nói em lần sau em yêu anh em yêu nhẹ nhàng thôi, em đừng yêu mãnh liệt. Hai đứa mỗi lần mà em kẹo cái gì đó xong đánh em kiểu đánh yêu á chị, đánh một phát em hò mấy ngày trời luôn. Em ảnh bạn này không bình nổi rồi. Em ảnh bạn này không nổi, nhưng bạn này ảnh em một cái một và có thể nhấc bổng như là bằng một tay. Hai đứa đi biển thì có quay clip làm kỷ niệm xong cái nói ra cái ý tưởng á là em một chút nữa anh ẩm em qua này xong cái em ẩm ngược lại anh xong rồi cái ẩm em thì không có được, để cho em ngay giữa camera làm cái ảnh nè, xong rồi em ẩm lại cái một vậy đó. Dạ có, ở ngoài biển có một cái cảnh là bạn sẽ chạy lại nhảy lên người em, xong rồi hai đứa kiểu xoay vòng tròn ngoài biển, kiểu là trời em tưởng tượng đẹp lắm nha chị, bạn nhảy lên hai đứa lăn đùng ra. Nhảy lên một phát làm cái quanh lên rồi lăn ra biển luôn. Không vậy nó mới lạ đó, phim ta không có tưởng tượng tới đâu. Dạ đúng rồi anh, có nhiều cảnh mà mình trào máu luôn á. Thôi nhưng mà vậy cũng yên tâm em, có bạn gái vậy đi đâu mình cũng đỡ sợ. Dạ không đâu chị. Sợ hơn. Vậy thôi chị, chứ cũng nhiều khi mình ở cạnh bạn gái mình sợ bạn gái nhiều hơn mình sợ người ngoài. Rồi thôi bây giờ qua chuyện đó đi. Rồi bây giờ chuyện buồn. Bạn này có một cái rất là vui. Ví dụ là một cái câu chuyện á mà em làm cho bạn buồn á, bạn chỉ để dành bạn buồn 5 phút thôi. Sau đó một ngày đẹp trời nọ, ví dụ hai đứa đi ăn hay đi chơi mà em nói lỡ mà hai đứa vui quá á chị, hai đứa quá thú vị ngày hôm đó là không có chuyện gì buồn thì bạn sẽ lo cái chuyện là bạn buồn một chút. Gì vậy? Không hiểu chị, một ngày đẹp trời nọ hai đứa đi ăn sáng rất là thí tửng luôn, không nói trời hãy nó là tâm trạng phơi phới, đang ngồi ăn xong tự nhiên lắng động một phút mặc niệm xong ngước lên anh quen em anh hối hận lắm đúng không, em còn bị ngơ em đấy, ủa em nói gì vậy, xong cái cúi mặt xuống buồn rồi là buồn rười rượi luôn. Bạn kể ra cách đây 2 tháng trước vào một cái đêm trăng tròn nào đó và em đã từng nói một câu nào đó vô tình làm bạn buồn. Khi mà ảnh mà muốn cho mình buồn là ảnh nói những câu rất là sát thương, em nhớ hoài luôn. Mà sao lúc ta nói không buồn liền mà thấy 2 tháng sau mới buồn? Không. Ủa, phải em đâu phải tuổi sủ đâu mà em nhai lại vậy? Không, thật ra thì cái gì cũng có nguyên nhân luôn đó. Nhiều khi này ném về tai nạn. Anh đừng kể. Kể đi. Là sao em? Không, nhiều khi em anh không cảm. Không, cái này là không, anh thương em anh mới em hiểu sao không? Anh phải share ra cho mọi người nghe, kể ra để lỡ như mà mọi người có thấy em nhạt quá thì mọi người còn có lý do để mọi người là do hồi nhỏ em từng vậy hiểu không? To té giếng à? To té giếng à? To té giếng à? Dạ đúng rồi chị. Trời ơi. Té thiệt hả? Té giếng thiệt luôn hả? 2 lần luôn chứ. Anh vô giếng. Quê em đâu mà có giếng vậy em? Dạ không phải giếng mà là cái sông. Sông té sông còn nặng. Thôi thôi kể lỡ kể luôn. Trời ơi, để bạn tự kể đi. Cái mùa nước á là nước ngập sàn nhà, ngập luôn đó, là em mới 10 mấy tháng à. Nhà đám giỗ bên nội á mọi người ùa bển hết rồi, có mình em bên này ngủ mình à, cái chị em qua đưa không thấy nữa, rồi đi kiếm cái trời luôn. Xong rồi cái có chú kia nhìn thấy em nổi đầm bệnh dưới, tưởng là chết luôn rồi đó. Không chết, không thở luôn á. Rồi lần thứ hai? Dạ lúc đó 12 tuổi, chưa biết bơi. Chưa biết bơi. Cái đó là té sông. À chung là uống của một số nước sông của Hà Bá nên là cũng có đôi lúc nó dạ. Cũng hơi chập chút đúng không? Cách đây không lâu đi xe còn hỏi em một câu là ủa anh, người ta thường nói mấy người mà té giếng á là người ta bị khùng đó, là người ta nói giỡn, người ta nói thiệt cho anh. Khoa học có chứng minh điều đó chưa? Không phải là em giỡn mà là em hỏi thiệt, cứ là anh ơi có khi nào á do em té xong mà cái nước có vô não em mới lỡ não vậy không? Ai cũng nói chuyện nhạt hết, tủi thân lắm. Chị nghĩ sao mà gặp em tức tối nha, đang rất là tức, sau hỏi là có chuyện gì em? Em vừa nhận được một tin nhắn rất là tức. Tin nhắn gì? Tin nhắn độc tức lắm luôn. Nội dung là gì em? Em nói thiệt cho anh là tức dữ lắm. Tại đó là em chịu không được nữa rồi, là em nạt cho một cái xong bắt đầu cái là tại sao em đang bực mình mà anh còn lớn tiếng với em nữa. Nhưng mà thật ra cái con người này là vậy á chị. Buổi trưa chưa nắng chang chang đi ra hỏi đi đâu vậy em? Dạ đi ăn. Ừ ăn gì? Dạ ăn trưa. Là một số rồi. Không rồi thấy ở bên đại lúc đó đi với anh chị của bạn nữa, mà thì cái người chị đó là em gặp rồi, còn cái người anh đó thì lần đầu tiên em thấy em không biết. Nói lộ em anh đó là ai vậy? Dạ anh Tuấn. Ừ anh biết anh Tuấn nhưng mà anh đó là ai? Dạ cái anh bằng áo bông đứng bên kia. Kìa.
Vui mà, kệ vậy đi. Không hề vui một xíu nào cả. Em nghĩ là cũng trong một số trường hợp thôi, còn có những cái trường hợp mà mình rất là gấp rồi mà bạn cứ vậy á. Đó là bữa bạn có đi casting một cái phim, xong em về em cứ em nôn, em rất là nôn để xem kết quả như thế nào vậy. Em diễn phân đoạn như thế nào vậy? Dạ em diễn phân đoạn 1 và phân đoạn 2. Thì đúng rồi, người ta thiệt tình hỏi sao người ta nghĩ. Lúc đó trong đầu người ta nghĩ gì ta trả lời vậy. Chưa. Khi nào mà người ta có cố tình á, ta chọc tức mình á, thì cái đó là mới lỗi của người ta. Còn cái này là tại vì người ta bị té giếng. Người ta bị như vậy. Cho nên là cái đó đâu phải lỗi của người ta đâu. Em thông cảm với người ta. Em phải suy nghĩ lại, em phải lấy những điều đó ra để em thông cảm. Rồi hai bạn quen tới bao lâu thì mới là ra mắt gia đình? Có người vui lắm chị. Em rủ là hôm đó là hai đứa đi Vũng Tàu về. Lúc đó hai đứa chưa có quen nữa. Hôm đó về mà về thì về khuya quá mà trời mưa. Thì em cũng ngại chở bạn về Sài Gòn, nhà em với Biên Hòa. Bạn ở Sài Gòn. Thì em mới nói bạn là thôi tối nay ngủ nhà bên một bữa nha. Ngủ thì có em gái bên ngủ chung nữa. Cái bạn dạ, xong bạn ở nhà em 3 tháng luôn chị. Cũng kỳ. Ủa sao vậy em? Dạ do một cái sự cố rồi đó. Sự cố gì mà 3 tháng ở nhà người ta không về? Ủa mà nếu mà không có cái sự cố đó là không ở hả hay sao? À đồ em vẫn để ký túc xá. Nhưng mà tại vì em nghỉ hè rồi. Thành phố là em ở ký túc xá thôi. Dạ đúng rồi, em ở ký túc xá của trường. Ba mẹ em là ở đâu? Dạ ở An Giang. Ở nhà em vui, có anh có ở đỡ tốn tiền. Đúng không em? Dạ cũng đúng. Ở đó. Không 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 vậy. Cái gì mà bóp một ngày mà bóp. Thông cảm em, nó bị té giếng. Mình phải thông cảm. Sao nữa cưng? Đó là lúc đó là ra mắt mẹ luôn. Và khi mà ra mắt mẹ thì nói chung là em cũng sợ. Em không ao giới tính lâu rồi nên thật ra thì mẹ không có ngại cái việc mà em có bạn gái. Nhưng mà mẹ cũng lo về bạn gái như thế nào, gia đình bạn gái ra sao. Nhưng mà khi mà dẫn về thì mẹ thích vô cùng. Thứ nhất là hát hay, yêu thương đông đầy lắm, tối nào cũng ờ việc nhà hả? Bên làm đi con, lau nhà rửa chén đi con, để anh Trí gánh hát cho mẹ nghe. Được cái lo ra trước á chị. Rồi em ngồi đó chơi em hát. Xong rồi hai mẹ con ngồi hát nhau, em giọng muốn chết luôn. Đó là phía nhà bạn này là ủng hộ. Còn nhà em thì sao? Rồi gần sau khi mà em về gia đình của Tri thì như thế nào? Kể chuyện anh về nhà em đi cơ. À, anh đi về nhà em á thì cũng vui lắm. Em nói với anh là 4 tiếng chạy tới. Xong cái anh chạy sau ra 8 tiếng. 4 là... tiếng nữa được. Là anh tới nhà sao 4 tiếng được? Chị nói em 4 tiếng. Em thì em chưa có về miền Tây khúc An Giang bao giờ. Nên cũng không có căng được đường. Lúc em về nhà Tri thì em nghĩ là Tri đã nói chuyện trước rồi. Cũng không có phản ứng quá gay gắt. Chỉ là hỏi rồi. Thẳng ra là gia đình Tri sẽ quan tâm về cái việc mà em có tốt với Tri không. Trước khi hai đứa Vũng Tàu á, là em đã nói với mẹ là mẹ ơi, Dung Bin có để ý con, cũng để ý Dung Bin, cho nên là nếu như con quen vậy thì mẹ thấy sao. Xong mẹ cứ nói một câu là mẹ khùng quá mẹ ơi thôi. Nhưng mà em không ngờ là mẹ suy nghĩ thật chị. Tại vì mẹ hiểu em. Em hỏi cái gì trước á là em sẽ làm á. Khoảng thời gian 2 tháng sau hai đứa quen nhau em mới dám nói với cha. Nói chung là nói với cha là một cái chuyện mà gay gắt nhất mà em sợ. Lúc đó cũng trùng hợp là em đọc một câu chuyện của anh Biên viết về như là một người trên gai mà quen người gái, con gái gì đó. Nói cho cha mẹ hiểu. Thì em cũng lấy nguyên bê nguyên một cái câu chuyện đó luôn rồi nói cho cha em hiểu. Lúc đó thì ba mẹ bạn mới kêu là thôi dẫn về cái đã. Thì cái em không ngờ nhất luôn là gia đình Tri rất rất là happy với em. Em cảm được là ba mẹ khá là thương em luôn. Vậy là chuyện rồi đó bật đèn xanh. Là lúc đó là em tưởng nó cấm cản hay sao mà ai ngờ đâu, còn nói đốc một câu là mày chịu như vậy sao, tao sợ mày bỏ thôi này nọ, cái kiểu là sợ em làm gì. Sợ là Tri bỏ em. Tại vì trước khi quen em thì Tri có quen một bạn nam. Nên cứ nghĩ là đã từng quen một bạn nam thì sẽ không quen em được. Mà rồi là cuối cùng là giờ gia đình là đồng ý hết rồi. Dạ, gia đình hai bên đều đồng ý. Hai bạn có tính có kế hoạch gì với nhau chưa? Dạ có, hiện tại thì tụi em đang cố gắng để dành tiền. Dành tiền, làm đám cưới, mua nhà, mua xe. Đám cưới trước hay mua nhà mua xe trước? Dạ, mua nhà xong rồi đám cưới, hai cái đó trước. Dự kế hoạch trong bao lâu? Dạ, thì em dự định đó là trong tầm khoảng 1 năm là khoảng tầm khoảng tháng 8 năm sau là em sẽ mua nhà. Và khoảng tháng 10, tháng 12 là hai đứa sẽ, trong khoảng thời gian hai sẽ cưới. Gia đình đồng ý chưa? Đã dạ, nói đồng ý rồi, cái là mẹ em nói là qua Tết thì mẹ sẽ xuống nói chuyện với gia đình Tri. Dạ, thì hôm đợt trước em về thì em cũng có đề cập đến vấn đề đó với ba mẹ Tri rồi. Dạ, thì nói chung là mọi thứ nó... Nói chung là mọi thứ được mọi người ủng hộ là tốt rồi đó. Bây giờ là họ biết hết cái tánh thói hư tật xấu của nhau chưa? Cười vui thì được, nhưng mà có những cái gì mà thật sự mình muốn đối phương thay đổi hay không? Tại vì nói chơi vui thì được, nhưng mà khi mà về sống chung một nhà thì nó nhiều cái lắm. Kiểu như em cứng đầu đó giờ, mẹ nói 10 lần mới nghe. Kiểu vậy, em cứng đầu lắm, em sợ anh nản rồi, cái anh bỏ em vậy. Cái khoảng cách tuổi tác giữa tụi em thì
khá chênh lệch, em chênh lệch tới 7 tuổi. Đối với em thì Chi còn nhiều cái non nớt á. Em khá nghiêm khắc trong cái công ăn việc làm. Em rất là ghét đi trễ hay là ghét cái kiểu mà mình không sắp xếp được thời gian. Nhưng mà tính của Chi thì Chi cũng chưa có thể tự sắp xếp được những vấn đề đó. Chuyên đời luôn là ai kêu gì là dạ, rồi ai kêu gì là làm đó. Cũng sẽ không có đặt cái câu hỏi cho cái người đối phương. Nên thường thường là hay nhận cái phần thiệt về bản thân. Nói thì cũng nói rồi, nóng giận thì cũng nóng giận rồi, xong rồi giải thích rồi tất cả mọi việc mình làm rồi, nhưng mà cũng khó thay đổi được. Cái lúc mà quen nhau á, cái em nói với ảnh là anh ơi, em có nhiều tật xấu thôi rồi sao, là anh á, anh phải có nhiệm vụ là anh lấy những cái tật xấu của em á để anh làm những cái đức tính tốt của em, biết chưa? Xong cái ảnh kêu là đi đầu thai đi. Không, là em đi đầu thai đây, giao cho em nhiệm vụ khó quá. Theo như quan điểm của chị là khó thay đổi cá tính hơn một con người lắm. Dạ. Nó phải có thời gian. Dạ, đúng. Và trừ khi là bản thân người đó tự biết và tự muốn thay đổi. Không có ai làm thay đổi được. Em cũng hay nói với Tri á, là khi nào mà em thật sự em gặp trở ngại về chính cái tính đó đúng của em rồi. Thật sự sẽ khi mà em phải mất một cái gì đó thật sự lớn về những cái khuyết điểm đó thì em mới thay đổi được. Chính xác. Thì hai bạn cần còn có nhiều thời gian dành cho nhau hơn. Và để tự mỗi bên, nếu mà thật sự yêu thương đối phương thì phải tự hoàn thiện bản thân mình. Ngay cả trong công việc cũng vậy, thật sự em phải hiểu cái sự quan trọng của cái công việc, cái sự nghiệp nó đem đến cái đó là cái uy tín của mình, cái danh tiếng của mình, và nó nhiều khi nó cũng là cái nguồn kinh tế của mình nữa. Dạ, đúng. Là về giờ giấc, về tác phong công việc, về sự chuyên nghiệp là mình phải tự rèn luyện cho mình. Cho nên là mình đã quyết định rồi, mình chọn nhau rồi thì mình cố gắng. Nhìn hai bạn thì rất là đẹp đôi, hiện tại rất là rất dễ đẹp. Thương rất là thú vị luôn, nhưng cuộc sống phía trước còn nhiều thứ lắm. Nắm chặt tay nhau. Dạ, em có một món quà cho bạn vào ngày hôm nay. Mình ngồi không chơi, mai đi cà phê đi. Nắp tới cái ruột kìa anh. Có chưa? Dạ có rồi. Không, em nghĩ là mấy cái người mà ở chung với mấy người bị chế giếm biết không gì lắm. Chắc vậy. Ê, mở ra đi mọi người ơi. Chưa chắc ở chỗ mình cái điện thoại đâu. Chưa phải ra đâu. Chưa, tôi biết mà. Trời ơi. Đạo diễn mà, tôi là đạo diễn. Em thấy sao, em đủ bất ngờ không em? Dạ đủ rồi. Hai em hợp với nhau lắm. Phải vậy cho bạn em nó mặn một chút, chứ để bạn em nhạt lắm. Dạ đúng rồi. Cái cung bậc cảm xúc nó phải thay đổi thất thường em mới được. Và bây giờ sẽ là vòng xoay may mắn của chương trình. Các bạn sẽ có cơ hội nhận về cho mình những phần quà sau đây. Đầu tiên là một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, tinh hoa công nghệ, thăng hoa cảm xúc. Một voucher trị giá 2 triệu đồng đến từ Moment Baby Casting trị giá 2 triệu đồng. Một suất chụp ảnh cưới trọn gói đến từ thương hiệu Allen trị giá 15 triệu đồng. Một thẻ xem phim trị giá 1 triệu đồng đến từ Cinebox. Và ngoài ra là 3 chiếc bình sữa thần thánh của chương trình Yêu Là Cưới. Em mà lấy bình sữa giờ làm gì? Mời hai bạn. Dạ. Nguy cơ bình sữa cũng cao rồi. Như vậy bạn sẽ được một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng đến từ Akino. Quý vị hãy đón xem chương trình Yêu Là Cưới trên khung giờ rất quen thuộc 15 giờ thứ bảy hàng tuần quý vị nha. Và quý vị cũng có thể xem lại thông qua kênh YouTube của chúng tôi là MCV Media cũng như là cổng thông tin Love TV. Và các cặp đôi ơi, nếu như các bạn muốn tham gia vào chương trình Yêu Là Cưới để chia sẻ những câu chuyện tình của mình thì hãy đăng ký tại fanpage của Yêu Là Cưới trên Facebook quý vị nha. Chúc quý vị có ngày cuối tuần.